Như video trước mình đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm về gói mì này ở phần 2 nha. Ok, bắt đầu thôi. Giờ chúng ta sẽ mở gói mì này ra. Ok. Ok. Thì để cho chồng. Đây là cái bao bọc ở ngoài, chắc nó kêu mình lấy ra luôn. Cho mình cắt ra luôn. Ok. Ồ, ở trong đây thì nó có một cái, để một cái hình nữa, cực kỳ đẹp mắt luôn nha mọi người. Đây, đây là gói mì. Đây là một cái gói sốt. Đây là rau. Đây thì có một cái nẻ. Ok. Giờ mình cắt mì. Mình đi trụng mì nha. Các bạn đợi mình một xíu. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây. Đây, thì giờ mình trụng mì nha các bạn. Giờ mình trụng mì, đợi cho khi nào mì nó nở ra thì mình lấy ra thôi. Mình để ra cái tô cho nó tiện nha các bạn. Mấy bạn không muốn rửa chén thì mấy bạn để vô cái khay này cũng được. Mấy bạn đẩy cái nắp này lại và chắc ra cũng được, không sao. Ok, chắc mày đang đã chín rồi, chắc mình lấy ra thôi. Ok mọi người, mình đã lấy mì ra rồi. Đây. Giờ chúng ta bỏ cái sốt này vô. Lấy kéo và cắt ra. Rồi. Bây giờ mình đổ cái rau vô. Có tô mì rồi đó, rất là đơn giản. Rồi giờ mình trộn lên. Giờ mình trộn lên. Wow, cực kỳ thơm luôn mấy bạn. Cực kỳ thơm luôn nha. Wow, cực kỳ thơm và ngon luôn. Chưa ăn đã biết ngon rồi. Mời bạn nha. Mình ăn đây. Mời bạn. Mời các bạn nha. Ở bên ngoài trời đang mưa thì nó hơi ồn tí, mọi người thông cảm cho mình nha.
cực kỳ ngon luôn mấy bạn. Nó không có cay quá, nó hơi the the một tí. Mọi người nhớ trộn đều lên nha, trộn càng đều ăn càng ngon nha. Nó không có cay quá, nó the the một tí. Sợi mì thì đó, nhưng mọi người cũng thấy cực kỳ dai và ngon luôn. Thì video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Các bạn nào thấy hay thì nhớ cho mình một like, một share và một comment. Nhớ đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để khi nào tụi mình ra video mới nhất, các bạn sẽ nhận được video nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye.